Cách mà chúng ta chống thấm cho một cái bể cá koi cũ để làm sao mà vừa đảm bảo công tác chống thấm cũng như là làm sao mà an toàn cho nguồn nước để làm sao cá nó sống khỏe nha các bạn nhé. Với cái bể cá koi mà đã đi vào sử dụng rồi ấy, mà chúng ta cần chống thấm lại thì như các bạn thấy trong video này có rất nhiều những cái bụi bẩn tạp chất rong rêu bám ở xung quanh thành cũng như là đáy của cái bể cá. Và để loại sạch những cái rong rêu này thì chúng tôi phải dùng cái bàn chải sắt cũng như là cái chổi sắt để lắp vào cái máy chà chuyên dụng để chúng tôi chà thật sạch toàn bộ cái bể này để làm sao sau này chúng ta quét chống thấm thì cái vật liệu chống thấm nó sẽ bám chắc nhất vào cái cấu kiện bê tông để tạo ra cái lớp chống thấm ổn định nhất. Như các bạn thấy trên video đây nhá, thì tất cả những đường nứt trên cái thành bê tông cũng như là cái thành bể này thì chúng tôi sẽ tiến hành là chúng tôi sẽ dùng máy cắt, chúng tôi cắt vát chữ V dọc theo cái đường nứt để mở miệng cái đường nứt. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành là vệ sinh toàn bộ các cái đường nứt này sạch sẽ và tiến hành chám vá lại cái đường nứt để bằng cái keo epoxy hai thành phần là Sikadur 731 nhé các bạn nhé. Đây là cái dòng keo epoxy mà chuyên xử lý các cái đường nứt, chám vá các đường nứt bê tông để làm sao mà chúng ta tạo lại thành một cái bề mặt bê tông kết cấu liền khối. Sau khi chúng tôi chám vá xong thì chúng tôi sẽ tiến hành là để khô khoảng 3 đến 4 tiếng. Thì sau khi khô 3 4 tiếng thì chúng tôi sẽ tiến hành là quét cái chất chống thấm hai thành phần là CUCVKP 1000 và sau đó chúng tôi dán gia cường bằng cái vải polyester trên toàn bộ cái đường nứt để giúp gia cường đường nứt và hỗ trợ cái khả năng chống thấm cho khu vực nứt này nha các bạn nhé. Sau khi mà chúng tôi tiến hành là dọn dẹp vệ sinh cũng như là sửa chữa chám vá lại các cái khuyết tật có trên cái bể này thì chúng tôi tiến hành là thi công quét hai lớp chống thấm cái thằng CUCVKP 1000 nhé. Đây là cái dòng sản phẩm chống thấm hai thành phần gốc xi măng của tập đoàn Siroc Hàn Quốc. Với cái sản phẩm VKP 1000 này thì là cái khả năng chống thấm rất là tốt cộng với việc là nó chịu được áp lực thủy tĩnh, chính như vậy là chúng ta làm chống thấm cho các cái việc mà hồ bơi, bể bơi cũng như là cái bể cá koi thì là cực kỳ đảm bảo. Sản phẩm thì có cái chứng chỉ xanh dành cho an toàn cho nguồn nước, chính như vậy là chúng ta yên tâm với cái nguồn nước sử dụng cho cái bể cá koi của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiến hành là thi công quét chống thấm cái lớp thứ nhất của cái CUCVKP 1000 của Siroc Hàn Quốc nha các bạn nhé. Và quét đến đâu thì chúng tôi sẽ tiến hành là dán lưới thủy tinh trên toàn bộ cái bể đó để giúp gia cường cái kết cấu cho cái bể để làm sao mà nó chịu được cái áp lực thủy tĩnh lớn nhất của cái bể nước này các bạn nhé. Sau khi quét xong lớp thứ nhất của cái CUCVKP 1000 thì chúng tôi sẽ để khô khoảng 3 đến 4 tiếng. Ngoài cái việc mà chúng tôi xử lý chống thấm cho cái bể chính thì chúng tôi cũng xử lý cho chống thấm cho toàn bộ cái hệ thống bể lọc của cái bể cá koi này. Thì như các bạn đã biết là gì, với những cái bể lọc mà đi vào sử dụng thì nó cũng bẩn và chúng ta cũng cần phải làm giống như quy trình chúng ta làm chống thấm cho bể chính. Chúng tôi sẽ tiến hành là quét hai lớp chống thấm và dán lưới gia cường trên toàn bộ bề mặt để giúp cho cái bể lọc của chúng ta là chống thấm tốt nhất, tránh cái tình trạng mất nước và ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của cá. Chúng tôi sẽ để khô khoảng 3 đến 4 tiếng và chúng tôi cảm nhận bằng tay là bề mặt đã ổn định và đi lại không dính thì chúng tôi sẽ tiến hành là quét cái lớp thứ hai của cái CUCVKP 1000 lên toàn bộ cái bể này. Và sau khi quét xong cái lớp CUCVKP 1000 lớp thứ hai rồi thì chúng tôi để khô và kiểm tra lại một lần nữa. Nếu chúng tôi cảm thấy là những cái phần mà cần gia cố hoặc lưới còn hở ấy, thì chúng tôi sẽ quét bổ sung, còn nếu không thì chúng tôi sẽ tiến hành là bàn giao cái bể cá koi này cho chủ nhà để nhà có thể là nhà chát bảo vệ, sau đó thì ngâm nước và tiếp tục thả cá vào. Đó là toàn bộ cái video mà tôi chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng tôi thi công chống thấm lại cho một cái bể cá koi đã đi vào sử dụng.